Cò nhạn có trọng lượng trung bình từ 1 kg đến 1,6 kg một con, với chiều cao khoảng 50 cm, sải cánh tới hơn 1 m. Loài chim quý thuộc sách đỏ Việt Nam này đang có nguy cơ tuyệt chủng ở mức độ rất cao. Cò nhạn thường sống ở các nước trên khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Ở nước ta, cò nhạn cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi như miền Tây Nam Bộ và Tây Ninh với số lượng không nhiều. Cũng như hiện nay có các cái loài quý hiếm cũng như là loài cò ốc cũng đang xuất hiện là đang về ở đây tập trung để mà cư trú tại khu bảo tồn và cái lượng các cái loài chim năm nay nó cũng tăng lên đáng kể đặc biệt là các cái loài chim quý hiếm cũng như là các cái loài chim mà nó cư trú và sinh sản ở đây thì nó sẽ làm tăng cái số lượng lên. Vườn chim Bạc Liêu thuộc địa bàn phường Nhà Bát, thành phố Bạc Liêu có diện tích 130 hectare với hơn 60.000 cá thể gồm 100 giống loài quý hiếm. Vườn chim cũng đã bảo tồn được một hệ sinh thái phong phú và đa dạng với 150 loài động vật, 109 loài thực vật. Vườn được chính phủ công nhận là khu bảo tồn loài sinh cảnh vào tháng 10 năm 2014.